Em chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Thì số điện thoại này em có đăng ký Zalo và Facebook các bác nhé. Hôm nay là em lại mới về một con xe RAT. Con này thì nó là nguồn hàng đấu giá Nhật các bác nhé. Xe đấu giá Nhật thì nó về thì nói chung là xe nó đẹp lắm các bạn, nguyên bản. Hàng ở bên đấy thì người ta đi ít lắm, chủ yếu là xài lướt thôi. Thì cái con xe này nó đang sở hữu một cái cấu hình là khung sườn càng trước càng sau là carbon, cọc yên carbon, bộ chuyển động là Shimano 105 5800, hai dĩa và 11 lít. Thì cái thương hiệu Merida này thì nó là của Đài Loan các bác nhé. Nó cũng như cái dòng Gian đấy. Gian thì nó cũng là của Đài Loan đấy các bác. Có nhiều người bảo là Gian của Mỹ nhưng mà thực tế là Gian nó có xuất xứ từ Đài Loan các bác. Thương hiệu của Đài Loan. Merida này nó cũng như thế. Xe thì còn đẹp long lanh. Con này thì nó đang sử dụng là cái nước sơn là nước sơn nhám các bác nhé. Nước sơn nhám. Nước sơn nhám thì nó không phủ bóng. Không phủ bóng nên là nhìn cái nước sơn nó không 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 bóng, nó không bóng như những cái nước sơn mà nó phủ bóng. Phủ bóng thì nó bóng, bóng. Bóng loáng luôn các bạn. Nhưng mà con này thì nó sơn nhám. Cái dòng sơn nhám thì nó sẽ bền. Nó bền màu hơn là cái sơn người ta phủ bóng. Con này thì khung sườn nó còn rất là đẹp. Theo như em quan sát thì nó còn chưa thấy một vết xước nào các bạn. Xe thì nói chung là xài lướt thôi. Ở bên Nhật thì người ta xài người ta giữ gìn lắm. Đi xong rồi về người ta lau chùi, người ta cất vào trong phòng. Con này nó là Merida Scutura 3000 các bác nhé. Từ cái sợi xích của nó này, sợi xích còn đang là chưa dính dầu luôn các bác. Quá đẹp luôn. Đây, cọc yên carbon nguyên bản chính hãng Merida. Yên cũng là zin luôn các bác. Con này thì nó đang sử dụng cái bộ chén cổ FFA của Mỹ các bác nhé. Cái vòng đệm này nó cũng là carbon các bác này. Đấy, xe thì nó là hàng sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Made in Taiwan đây. Em đi em giới thiệu một cái bộ chuyển động của con xe này này. Thì cái con xe này nó đang sử dụng cái bộ chuyển động 105 5800, hai dĩa và 11 lít. Tay lắc còn rất mới. Cái chỗ này nó chỉ gọi là bị xước nhẹ một tí thôi. Cái này là người ta dựng vào tường ấy, người ta dựng vào tường. Là nó bị xước nhẹ một tí thôi. Còn cái tay lắc thì rất là mới. Tay lắc là chưa có xước sát gì luôn. Bên này cũng như thế, rất đẹp. Dàn đầu toàn bộ là của hãng Merida các bác nhé. Dàn đầu nhôm, toàn bộ là dập hiệu Merida luôn. Cái con này thì nó chạy bộ 105 nhưng mà cái hàm thắng là hàm thắng của Merida các bác nhé. Hàm thắng của chính hãng Merida luôn. Merida. Dò dĩa con này thì nó đang sử dụng cái bộ FSA của Mỹ các bác nhé. Cái dòng này thì nó là nhôm,
nhôm 7005 nên là nó nhẹ lắm. Nhôm 7005 là một loại nhôm siêu nhẹ, siêu bền. Sang đĩa thì 105 này. Con này nó trục rỗng luôn các bác nhá. Trục rỗng. Sợi xích của nó đây. Xích còn như mới. Con này thì nó đang sử dụng xích KMC các bác nhé. Xích KMC đây. Cụ đề 105 như mới. Đấy, chưa có xước sát gì. Líp còn rất mới. Đấy. Con này cũng là líp 105 5800 các bác nhé. Đấy, nó nằm hơi sâu tí nữa này em không quay được cái chữ của nó. Hàm thắng Merida này. Thì cái xe này nó đang chạy cặp bánh Shimano RS các bác nhé. Shimano RS này. Lốp thì còn rất là ngon. Cặp lốp này là Victoria Raffiro 700x25C. Xe còn rất đẹp các bạn. Ở cái bê đan này thì hàng đấu giá về là nó không có, không có bê đan đâu các bác nhé. Cái bê đan này là em gắn mới. Bê đan bạc đạn đúc nguyên khối. Bê đan bạc đạn. Các cái thông số của xe này. Rồi em đi chi tiết cái bên này cho các bác xem. Xe thì còn quá đẹp, quá ok các bác. Tẩy lắc đây. Đấy, cái chỗ đầu này là nó cũng bị một tí tí thôi, tí. Nói chung là không đáng kể. Đấy, tí thôi. Đấy, con này thì nó là đời cao, nó toàn bộ nó chạy dây âm sườn các bác này. Dây âm hết ở trong sườn. Đấy, dây âm sườn đây. Giò dĩa đây như mới, chưa có một vết xước nào cả. Tem cửa hàng, tem Mizuta của Nhật này. Đấy, con này thì nó có size đứng là 47 ngang là 50. Đấy, thì nó sẽ phù hợp với chiều cao của các bác từ 1m62 đến 1m68. Đấy, đi con này là đẹp. Xe thì quá đẹp rồi. Nước sơn quá đẹp, nước sơn nhám. Đầy đủ thông số. Make in Taiwan các bác nhá. Make in Taiwan luôn. Tỳ bật Shimano nguyên bản này. Đấy. Cặp lốp này. Lốp trước Victoria Raffiro 700x25C. Cặp bánh Shimano RS. Cái con này giò của nó là 170 các bác nhé. Giò 170. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy. Cái răng này là hầu như người ta còn chưa sử dụng. Răng nó đen xì luôn. Đấy. Con này thì nói chung là theo em đánh giá thì nó phải mới đến 90-5% các bác. Xe rất là mới. Nguồn hàng thì là nguồn hàng đấu giá Nhật rồi. Rồi cái con xe này em đang bán
Cái giá là 28 triệu 500 và bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em nhé. Rồi em xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã đăng ký và theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Xin chào các bác.